Thời gian gần đây thì Thu Trang có lướt Facebook và Thu Trang thấy rằng là có rất nhiều người, đặc biệt là rất nhiều anh chị em nghệ sĩ có review cũng như là quan tâm về một sản phẩm vừa kết hợp làm đẹp da cũng như là vừa kết hợp giảm cân rất là hiệu quả. Và theo như những gì mà Thu Trang tìm hiểu thì Thu Trang được biết đó chính là nước cần tây mật ong mochi. Đây là một sản phẩm hỗ trợ giảm cân nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Tại sao Thu Trang lại nói như vậy? Bởi vì sản phẩm này cung cấp đầy đủ những dưỡng chất cũng như là chất xơ cho cơ thể nhưng vẫn giúp cho mình giữ được một vóc dáng thon gọn và hoàn hảo giống như mình mong muốn. Mọi người biết không, Thu Trang cũng là một người mà rất là lười ăn rau. Chính vì thế mà nó sẽ kéo theo cái tình trạng là mình bị táo bón này, mình bị nóng trong này và mình sẽ bị nổi mụn, rất là mất tự tin. Nhưng mà từ khi Thu Trang biết đến sản phẩm cần tây mật ong mochi thì Thu Trang đã mua về và Thu Trang trải nghiệm thử thì Thu Trang thấy hiệu quả rất là ngạc nhiên. Trước đây thì những ai mà muốn uống nước ép cần tây ấy, thì sẽ mất rất là nhiều công đoạn. Ví dụ như là mọi người sẽ phải đi chợ này, sau đó mọi người mua cần tây rồi sau đó mọi người rửa sạch, mọi người chế biến, tức là rất là lách cách và rất là cực. Và bây giờ thì đã có nước uống cần tây mật ong mochi rồi. Có rất là nhiều người hỏi Trang rằng là khi sử dụng sản phẩm này thì liệu có đảm bảo được chất dinh dưỡng giống như cần tây tươi không. Nhưng mà mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì trước khi mà Thu Trang đã mua về sử dụng thì Thu Trang đã phải tìm hiểu rất là kỹ. Và Thu Trang được biết rằng là cần tây mật ong mochi đã được qua công nghệ sấy thăng hoa, có nghĩa là giữ được chất dinh dưỡng lên đến 98% so với cần tây tươi mà chúng ta không cần phải mất quá nhiều thời gian để pha chế. Mỗi một lần pha chúng ta chỉ cần sử dụng một gói như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ pha với 200ml nước, lắc đều lên, chúng ta đã có một cốc nước ép cần tây rất là tốt rồi. Và khi mà Thu Trang uống cái loại nước ép này thì Thu Trang thấy rằng là cái vị mật ong nguyên chất nó vẫn còn đọng ở trên môi và Thu Trang có cảm giác như là sản phẩm không hề có chất đường. Nó rất là nguyên chất và rất là đảm bảo an toàn. Chính vì thế mà ngày hôm nay Thu Trang mới ngồi ở đây và Thu Trang muốn chia sẻ với mọi người một sản phẩm. Thứ nhất là vừa đẹp da này, thứ hai lại vừa giúp cho mình giảm cân này, giúp cho mình giữ được một cái vóc dáng hoàn hảo như mình mong muốn này. Cho nên là Thu Trang muốn chia sẻ với mọi người một chút bí quyết về kinh nghiệm làm đẹp của Thu Trang cho tất cả các chị em, để mọi người có thể cùng trải nghiệm cũng như là mọi người cũng sẽ có được một vóc dáng thân hình giống như mình mong muốn. Chúc cho tất cả các chị em luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn rạng rỡ nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.